Xin chào, chồng quay trở lại với tôi. Tôi mở một món đồ tôi mua Shopee về, đó là cái cáp nguồn Vivo Y11, Y12 liền âm lượng vân vân. Những cái này dòng mã Y này là dùng chung nhau nhé. Đây, mã của nó là tất cả sim đây 59.300 đồng. Đây, tôi sẽ mở hộp về. Sau thì nói bạn là trong mình đây, cái cáp này. Đấy. Cắt vàng này. Đây, cáp nhỉ, cáp này cáp dùng chung. Hoặc các bạn mua cái sản phẩm mà các bạn bấm cái link mô tả rồi bây giờ nhé. Rồi mình sẽ làm được rồi, các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.